Đọc truyện đêm khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 10 bộ truyện độc quyền của tác giả Trang Bubi qua giọng đọc Hạ Vi. Có lẽ vì mệt quá nên tôi ngủ quên trời quên đất. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn nhà quen thuộc của trường bản. Trời lúc này đã sáng bảnh, xung quanh có con bé Chi, anh Trường và những người đồng nghiệp của tôi nữa. Vừa nhìn thấy tôi tỉnh dậy, con bé Chi và mọi người liền lo lắng hỏi. Chị dậy rồi à? Chị thấy sao rồi? Có chỗ nào bị thương không? Tôi không bị thương, nhưng khắp người đau nhức như bị ai dần cho một trận. Tôi không muốn mọi người lo lắng nên lắc đầu đáp. Chị không sao, chị không bị thương ở đâu cả. Tôi vừa dứt lời thì anh Trường lên tiếng. Mà sao tự nhiên em mất tích vậy Huyền Anh? Mấy hôm nay mọi người tìm kiếm em rất vất vả và lo lắng cho em đấy. Tôi chậm rãi kể lại chi tiết câu chuyện cho mọi người nghe. Khi kể, lòng tôi vẫn còn run rẩy sợ hãi. Nếu như không có Minh cứu thì tôi không biết phải làm sao. Nghĩ đến Minh, tôi chợt đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu. Có điều tôi không tiện hỏi vì rất nhiều người đang ở đây. Mọi người nghe tôi kể xong, ai cũng giống như vừa nghe được một câu chuyện kinh thiên động địa. Anh Trường và vài người khác đề nghị tìm tới nhà tên kia để xử lý theo pháp luật. Nhưng tôi nghĩ dù sao mình cũng bình an vô sự trở về, bọn họ cũng chưa làm gì tôi cả. Tôi muốn kết thúc câu chuyện ở đây và coi như là bài học sâu sắc cho chính mình. Với lại tôi cũng không biết rõ chính xác họ là ai và ở đâu cơ mà. Nếu như bây giờ ở lại đây phục vụ công tác điều tra thì tôi không biết đến bao giờ mới được trở về nhà với con. Tôi nhớ Sam, mấy ngày qua nhớ đến kiệt quệ rồi. Một lát sau, vợ chú trưởng bản mang tới cho tôi một bát cháo thịt bằm. Mọi người cũng giục tôi ăn rồi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi thêm. Chỉ còn mình con bé Chi ở lại với tôi. Giờ tôi để ý kỹ mới thấy con bé mắt sưng húp, giống như hậu quả do việc khóc nhiều. Con bé bảo tôi, mấy ngày qua em lo cho chị gần chết, cũng may mà chị không sao. Nếu như nó nói đến đây thì dường như cổ họng nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Tôi mỉm cười đáp, thôi chị không sao rồi, yên tâm. Kể lúc đó em không chạy ra xem đồ, kẻ kè bên chị thì đã không xảy ra chuyện rồi. Thì chuyện xảy ra cũng đâu ai nói trước được đâu, đến bản thân chị cũng không ngờ mà. Vâng, mà chị, sao sếp Minh tìm được chị vậy? Chị cũng không rõ, chị hỏi nhưng anh ta không trả lời. Mấy ngày nay ai cũng lo tìm kiếm chị, nhưng mà em thấy sếp Minh là lo nhất đấy. Suốt mấy đêm em không thấy sếp về nhà chú trưởng bản, em đoán là đi tìm chị trong đêm luôn. Chị, em nghĩ chắc chắn sếp Minh vẫn còn yêu chị nên mới bất chấp để tìm kiếm chị như vậy chứ. Nghe con bé Chi nói, trong lòng tôi cứ như đang nở hoa, nhưng tôi lại nhanh chóng gạt đi vì tôi không muốn tự mình đa tình nữa. Tôi bảo, không phải là còn yêu đâu, vì trước giờ có yêu đâu mà còn, chắc chỉ là chút tình nghĩa xưa thôi. Trời đất ơi, chút tình nghĩa gì mà bất chấp nguy hiểm để đi tìm kiếm chị như vậy? Chị có biết đêm hôm vào rừng sâu, lại không phải là người bản địa thì sẽ nguy hiểm thế nào không? Chắc chắn là phải lo lắng cho chị rất nhiều thì mới đặt nhiều tâm tư như vậy tìm kiếm chứ. Với lại chị không biết đâu, lúc nghe tin chị mất tích, ánh mắt sếp Minh như kiểu sắp khóc đến nơi ấy. Đến vài người trong đoàn mình còn hỏi nhau, không biết sếp Minh và chị là như thế nào mà anh ấy lại lo cho chị như vậy. Tôi lại bất chợt nhớ đến dáng vẻ gặp Minh đêm qua, cảm xúc khi ấy lại ùa về một cách mãnh liệt, xúc động có, ngọt ngào có, thương xót có, và hình như còn có cả một tia hy vọng nào đó đang nảy nở trong tim. Xong tôi hỏi, mà chị, đoàn của sếp Minh đâu hết rồi, sao chị không thấy? Đoạn đường sạt lở đã được khắc phục xong từ hôm qua, sáng nay khi sếp Minh cõng chị về đến đây thì sau đó cũng cùng đoàn trở về Hà Nội rồi chị ạ. Nghe vậy, chẳng hiểu sao lòng tôi bỗng hẫng một cái, giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Mình đã trở về Hà Nội, đến lời cảm ơn trước khi anh rời đi, tôi cũng chưa kịp nói. Một lát sau, tôi lại tự động viên chính mình. Thôi thì như vậy cũng tốt, xem như cuộc gặp gỡ của chúng tôi trong mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ. Đến khi tỉnh dậy thì giấc mơ cũng không còn, những hão huyền cũng không còn. Chỉ là đến lúc tỉnh dậy vẫn cảm giác được bị thương hay vui mừng. Trong lúc lờ mờ lại bắt đầu không phân biệt rõ đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực. Buổi trưa hôm ấy ăn cơm xong thì đoàn chúng tôi trở về Hà Nội, sau đó lại gấp rút bay vào Sài Gòn luôn. Vì số ngày đi dài hơn dự kiến nên số lượng công việc đang bị ùn lại rất nhiều. Về đến Sài Gòn đã là 2 giờ đêm. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên là tôi về nhà tắm rửa thay đồ, sau đó ôm Sam ngủ một giấc thật ngon. Mấy ngày xa con, cảm giác thời gian trôi qua dài đằng đẵng như vừa trải qua cả kiếp người. Bây giờ ôm con thật chặt vào lòng mình,
hít hà hương thơm quen thuộc của con, mọi cảm giác mệt nhọc như tan biến trong chốc lát, cho nên đêm đó tôi có một giấc ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để đi làm như thường ngày. Trong lúc ăn sáng, bố và cô Oanh hỏi tình hình về chuyến đi thiện nguyện của tôi. Tôi không dám kể cho hai người nghe chuyện tôi bị bắt cóc, suýt phải làm vợ người ta, và cũng không kể việc tôi gặp lại Minh. Khi mọi người thắc mắc mấy ngày không liên lạc được cho tôi, thì tôi chỉ nói dối là do mất sóng. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mỗi ngày của tôi đều giống cuộc sống trong suốt 3 năm qua. Sáng dậy sớm đi làm, tối chơi cùng với con, dạy con học bài, làm việc một lúc rồi lên giường ôm con ngủ. Chỉ là khi ngồi bên ô cửa sổ, gió từ ngoài thổi vào, tôi lại bất giác nhớ đến ngọn gió trên núi đồi hoang vu. Ngọn gió ấy còn thoang thoảng hương thơm quen thuộc của anh. Xúc cảm chợt ùa về, con tim tôi bất giác lại nhói lên. Cơn gió nhanh đến rồi lại nhanh đi, giống như sau 3 năm biển biệt, anh lại len lỏi vào trong cuộc sống của tôi vài ngày, rồi lại lặng yên rời đi như chưa từng xuất hiện. Chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi, anh đã khiến những yên ổn mà tôi duy trì trong suốt 3 năm qua dần tan rã. Cuối cùng tôi không nhịn được, cầm điện thoại lên, đăng nhập vào nick Facebook đã lâu rồi tôi không dùng, tìm kiếm tên anh xem 3 năm qua anh có thông tin gì mới không. Nhưng lướt một hồi, thấy 3 năm qua anh không đăng bất kỳ một trạng thái hay bức ảnh nào. Tôi cứ ngỡ anh đã không còn dùng Facebook nữa. Khi chuẩn bị thoát ra thì thấy đèn sáng hoạt động, trái tim tôi bỗng nhói một cái như vừa bị kim đâm. Tôi chần chừ một hồi, không biết có nên nhắn tin cảm ơn anh hay không, nhưng rốt cuộc soạn tin nhắn không biết bao nhiêu lần mà vẫn hèn mọn không dám gửi đi. Sau hôm ấy, tôi quyết tâm ép khô thời gian của mình để không có phút thảnh thơi nghĩ đến anh. Rồi bẵng rất nhanh một tháng tiếp theo lại trôi qua. Buổi sáng hôm ấy, tôi đi làm như thường lệ. Khi vừa bước chân đến tòa soạn thì được biết tổng biên tập tìm tôi. Quái lạ, sao tự nhiên tổng biên tập lại tìm tôi? Vì bình thường có việc gì là anh Trường sẽ thông báo cơ mà. Tôi mang theo tâm trạng nghi hoặc đi về phía phòng của tổng biên tập. Tôi vừa gõ cửa thì rất nhanh bên trong truyền đến giọng nói trầm khàn: "Vào đi." Tôi đẩy cửa bước vào, tổng biên tập đang ngồi trên bàn làm việc liền ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi bảo: "Cháu ngồi xuống đi." "Dạ vâng chú." Khi tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với tổng biên tập thì vẻ mặt của chú nghiêm túc nói: "Huyền Anh, quê cháu ở Hà Nội đúng không?" "Dạ vâng ạ." "Sáng mai có một cuộc phỏng vấn quan trọng ở Hà Nội, chú muốn cháu đi một chuyến." Tôi nghe xong ngạc nhiên hỏi lại: "Chú, mấy năm nay những cuộc phỏng vấn ở ngoài Hà Nội đều do chi nhánh ở đấy phụ trách mà." "Ừ, nhưng lần này là sếp lớn đích thân chỉ định cháu phụ trách cuộc phỏng vấn này. Đây là một cuộc phỏng vấn quan trọng nên sếp lớn thực sự rất coi trọng cháu đấy. Sếp lớn còn nói nếu cuộc phỏng vấn này thành công thì sẽ xét cho cháu việc thăng chức." Tôi nhíu mày nghi hoặc, rốt cuộc phỏng vấn này đối tượng phỏng vấn là ai mà có thể khiến đích thân sếp lớn sắp xếp thế này? Tôi chậm rãi hỏi: "Chú, người được phỏng vấn là ai vậy ạ?" Tổng biên tập nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc đáp: "Chủ tịch tập đoàn Huỳnh Anh." Cái tên ấy dội đến tai tôi, lại khiến đại não của tôi như bị tê liệt trong giây lát. Sau đó tổng biên tập lại nói tiếp: "Minh, chủ tịch tập đoàn Huỳnh Anh mới được kế nhiệm chức chủ tịch cách đây 3 ngày. Tin tức này hiện tại đang rất hot nên được rất nhiều công ty truyền thông săn đón. Cậu ấy cũng là nhân vật đang làm mưa làm gió trong giới kinh tế. Sau cuộc nhận lời phỏng vấn với công ty chúng ta cách đây 3 năm, thì 3 năm nay, cậu ấy không nhận bất kỳ lời mời phỏng vấn nào hết. Hiện tại, công ty mình cũng phải tốn rất nhiều công sức mới mời được. Chắc có lẽ là do từng hợp tác phỏng vấn với công ty mình rồi, nên cậu ấy mới nể mặt một chút. Cậu ấy nói rất thích bài viết của cháu 3 năm trước, nên sếp lớn đặc biệt sắp xếp cháu nhận cuộc phỏng vấn này đấy." Giọng nói của tổng biên rất nghiêm túc, hơn nữa còn là đích thân sếp lớn chỉ thị. Xem ra tôi không đi không được rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi lại: "Chú, đổi người khác phỏng vấn được không ạ?" Tổng biên nghe vậy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng gương mặt và giọng nói vẫn rất kiên định: "Là một phóng viên, không phải ai cũng có cơ hội này. Đây là cơ hội có 102 mà rất nhiều người ao ước không có được. Huyền Anh, cháu cố gắng lên, chú cũng rất tin tưởng vào năng lực của cháu." Dù không muốn gặp lại anh một lần nữa, bởi khi gặp lại, con tim sẽ đau nhức nhối, nhưng giờ đây chắc chắn tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý. "Dạ vâng, cháu cảm ơn sếp lớn và chú đã tin tưởng cháu ạ. Vậy cháu sẽ về viết bản thảo và gửi cho chú duyệt ạ."
Công ty đã đặt vé chuyến bay 6 giờ chiều nay để kịp buổi phỏng vấn sáng mai nên khá gấp. Vì vậy, chú đã chuẩn bị sẵn bản thảo cho cháu. Cháu phỏng vấn những vấn đề như trong bản thảo này là được. Cháu cũng có thể phát triển thêm. Tuy nhiên, vì cơ hội hiếm nên phải hỏi đề tài mà khán giả thích. Nói xong, tổng biên tập đưa mấy tờ bản thảo cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy, tùy tiện lật đi lật lại. Lập tức có trong lòng một loại kích động dấy lên vì trong bản thảo có những câu hỏi liên quan tới vấn đề cá nhân. Nhưng chuyện đã không còn đường cứu vãn. Bây giờ tôi không đi thì không được nên đành đâm lao phải theo lao thôi. Tôi tự nhủ, cũng chỉ là hai người xa lạ từng quen biết gặp lại nhau thôi mà. Không có gì to tát hết, cố lên, mình làm được. Khi tôi quay trở lại phòng làm việc, con bé Chi và mấy người ngồi gần liền hỏi tôi. Chị Huyền Anh, tổng biên tập gọi chị vào phòng trao đổi gì vậy? Hay là có quyết định thăng chức cho chị? Không, trao đổi về cuộc phỏng vấn ngày mai ở Hà Nội thôi. Hả? Ngày mai chị ra Hà Nội phỏng vấn á? Ừ, nhưng mà 6 giờ chiều nay chị bay rồi. Ơ, mà em tưởng phỏng vấn ngoài đó thì có chi nhánh ở đấy phụ trách mà. Ừ, nhưng sếp lớn chỉ thị chị, biết sao bây giờ? Uầy, phỏng vấn nhân vật nào tầm cỡ thế mà đích thân sếp lớn chỉ thị chị vậy? Minh, tân chủ tịch tập đoàn Huỳnh Anh. Con bé Chi và mọi người nghe vậy thì tròn xoe mắt nhìn tôi, nhưng sau đó con bé Chi cười tủm tỉm, nó không nói ra bằng miệng, nhưng tôi biết thừa ý đồ trêu chọc của nó. Mọi người liên tục chúc mừng tôi có phúc, sau chuyến đi này phải về liên hoan ăn mừng, còn tôi chẳng biết là phúc hay là họa. Trưa đó làm một số việc ở tòa soạn xong thì tôi sắp xếp đồ về nhà để chuẩn bị cho chuyến bay chiều nay. Lúc tôi đi ra sân bay, Sam vẫn ở trường nên tôi không thể chào tạm biệt con bé, mà chỉ nhờ cô anh nói với con bé giúp tôi. Tôi vừa kéo vali ra khỏi cổng, đang định bắt một chiếc taxi để đi tới sân bay thì thấy anh Trường xuất hiện. Sau đó anh là người chở tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Anh chở tôi đến, khi tôi chuẩn bị lên máy bay thì anh mới ra về. Khi tôi lên máy bay, trời đã chạng vạng, đường chân trời đỏ rực như màu máu. Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, tôi đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 8 giờ tối. Trời lúc này đang lất phất mưa bay. Có lẽ vì trời mưa nên người đón taxi xếp thành một hàng dài dằng dặc. Tôi chọn đại một chiếc xe, bắt đến khách sạn mà tòa soạn đã đặt trước cho tôi. Phố xá Hà Nội đã lên đèn, lúc nào cũng tấp nập như vậy. Suốt dọc đường đi, tôi chỉ nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, nhìn dòng người lướt qua nhau, chợt thấy lạc lõng vô cùng. Hà Nội là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là nơi chứa đựng biết bao ký ức cuộc đời tôi, là một thành phố mà mỗi một góc tôi đều thân thuộc. Tới mức nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra bản đồ. Nhưng sao lần trở về này, tôi bỗng mơ hồ, cảm thấy nó trở nên xa lạ. Có lẽ là vì quá cô đơn, hoặc có lẽ là vì những người thân yêu của tôi, từng người đã đều bỏ đi, chẳng để lại gì. Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, thay đồ, trang điểm qua loa một chút, thì bắt xe tới tập đoàn Huỳnh Anh. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng tập đoàn, tôi ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc cao chọc trời. Hoài niệm chợt ùa về, khiến tâm can trở nên nhức nhối. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước vào bên trong. Mọi thứ từ cách bài trí vẫn như năm xưa, chỉ có lòng người bây giờ đã đổi thay. Cô nhân viên tiếp tân ngày trước đã đổi thành người mới. Tôi đang định đi về phía quầy tiếp tân, thì chợt thấy trợ lý Kim xuất hiện. Anh ta vẫn tỏ vẻ kính trọng tôi, như cái ngày tôi vẫn còn làm vợ của Minh. Cô Huyền Anh, cô đến rồi. Tôi rất vui được gặp lại cô. Dạo này cô khỏe không? Cảm ơn trợ lý Kim, tôi vẫn khỏe. Anh dạo này thế nào rồi, đã kết hôn chưa? Trợ lý Kim cười cười đáp. Tôi vẫn độc thân vui tính. Cuộc sống cũng không có gì thay đổi, ngoài đến công ty làm và trở về nhà. Tôi cười nhẹ trêu. Sếp anh bóc lột sức lao động của anh, nên không cho anh thời gian đi tìm vợ à? Tôi phải công nhận, chẳng ai hiểu sếp như cô. Nghe vậy, chẳng hiểu sao, cổ họng tôi bỗng dâng lên thứ nước chua lòm. Tôi cười gượng không đáp. Sau đó trợ lý Kim đưa tôi tới phòng làm việc của Minh. Anh ta gõ cửa 2 tiếng rồi giúp tôi đẩy cửa. Cô Huyền Anh, mời. Cảm ơn anh. Dù đã gom biết bao nhiêu bình tĩnh, bao nhiêu lý trí, nhưng khi bước chân vào căn phòng ấy vẫn khiến tim đập chân run. Trong căn phòng rộng lớn, Minh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía tôi. Anh luôn mặc âu phục màu đen, và dường như cũng chỉ có anh mới có thể tôn hết được vẻ đẹp của màu đen. Lúc anh im lặng đứng yên, cả người tỏa ra sự lạnh lùng uy nghiêm như một bậc đế vương. Thấy tôi đi vào, anh khẽ xoay người lại, hình như anh ngày càng biết cách che giấu tâm tư của mình. Tôi không nhìn được bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt của anh
Ngoài sự lạnh lùng từ người anh tỏa ra, tôi cố gắng gạt đi tất cả những nhức nhối trong lòng để bình tĩnh lên tiếng. Chào anh, tôi là phóng viên Huyền Anh của tạp chí Kinh tế và Pháp luật. Rất vinh dự được anh nhận lời mời tham gia phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Anh nhàn nhạt phát ra hai chữ. Ngồi đi. Tôi gật đầu, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi đi tới ngồi xuống đối diện với anh, lấy bút ghi âm và laptop ra. Lúc chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy anh ở đối diện đang ưu nhã pha trà, rồi anh hỏi tôi. Uống trà hay uống cà phê? Tôi không lên tiếng trả lời ngay, vì cả người đang ngơ ngẩn. Khi ánh mắt vô tình chạm đến bàn tay anh, ở ngón áp út của anh có mang nhẫn cưới. Không biết có phải là vì ánh sáng từ chiếc nhẫn tỏa ra quá chói mắt hay không mà khiến tôi lóa mắt. Lòng tôi chợt đau nhói, trái tim như muốn tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. Thì ra anh thật sự đã kết hôn. Thấy tôi chưa trả lời ngay, mình mất kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Trà hay cà phê? Trà. Tôi vừa dứt lời thì anh đặt một ly trà xuống trước mặt tôi. Cốc trà nóng bốc khói, mùi hương hoa nhài từ ly trà nóng bốc lên, dịu dịu bay vào mũi. Đây là loại trà nhài mà tôi yêu thích nhất, chỉ là không biết do trùng hợp hay cố ý mà anh lại pha loại trà này. Nhưng tôi nghĩ chắc là do trùng hợp thôi, chứ anh làm sao mà biết được sở thích của tôi. Uống một ngụm trà xong, tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi biết sếp Minh rất bận, nên thời gian của anh rất quý giá. Để không làm mất nhiều thời gian của anh, tôi xin phép được bắt đầu phỏng vấn. Anh không trả lời tôi ngay, nâng ly trà lên uống một ngụm rồi anh mới đáp. Bắt đầu đi. Tôi mở bút ghi âm để ở trước mặt anh, rồi mở laptop. Từ tối qua ở khách sạn, tôi đã ghi nhớ trong đầu những vấn đề mà tổng biên tập đưa ra, nên giờ có thể nói ra mà không cần suy nghĩ. Trong quá trình phỏng vấn, khi tôi hỏi những vấn đề liên quan tới công việc của tập đoàn, thì anh vô cùng nhàn nhã, bình tĩnh, trả lời rõ ràng mạch lạc. Thế nên chưa đến một giờ đồng hồ, tôi đã nắm trong tay rất nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến những hoạt động của tập đoàn trong 3 năm gần đây. Thế nhưng khi hỏi đến vấn đề cá nhân của riêng anh, cổ họng tôi cứ như mắc nghẹn một thứ gì đó, nhả chẳng được mà nuốt cũng chẳng xong. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nở ra một nụ cười hỏi. Sếp Minh, tôi nghe nói anh đã từng ly hôn, nhưng đó chỉ là tin đồn. Không biết anh có thể làm rõ tin đồn này có phải là sự thật hay không? Dù biết rõ câu trả lời, nhưng đứng trên phương diện là một phóng viên, tôi bất đắc dĩ phải hỏi những câu mà khán giả rất quan tâm. Minh khi nghe xong thẳng thắn thừa nhận. Phải, tôi đã từng ly hôn cách đây 3 năm. Vậy, không biết anh có thể chia sẻ một chút về cuộc hôn nhân đổ vỡ này không? Khóe môi của Minh bỗng chốc nhếch lên, giọng nói càng lúc càng lạnh lùng. Đó là một cuộc hôn nhân mà tôi không muốn nhớ đến. Tôi xin phép không trả lời. Mấy từ không muốn nhớ đến tựa như một mũi khoan sâu vào trái tim tôi tới rỉ máu. Tôi chính là sợ cái cảm giác này, sợ tận tai nghe thấy những điều không muốn nghe. Đó cũng chính là cái cảm giác thà dối lòng chứ không muốn biết. Tôi hít một hơi thật sâu, chợt phát hiện giờ này hít thở cũng thấy đau, khó nhọc lắm mới bình tĩnh hỏi tiếp. Anh đã ly hôn rất lâu rồi, vậy anh có thể cho mọi người biết hiện tại anh đã bắt đầu trong một mối quan hệ mới chưa, hay là vẫn độc thân? Và mẫu người vợ lý tưởng trong lòng sếp Minh là gì? Khi nghe đến đây, Minh bỗng nhìn tôi chằm chằm, vẻ giễu cợt trong mắt càng lúc càng rõ ràng, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Phóng viên Huyền Anh, là đang muốn hỏi cho chính mình à? Cả người tôi bất giác cứng đờ như bị ai điểm huyệt, thậm chí tôi cảm nhận được cả sợi tóc cũng không lung lay. Không thể không thừa nhận, câu hỏi này như hành hạ tôi, nhưng trong lòng tôi cũng mong ngóng nghe được câu trả lời xác nhận từ anh. Muốn biết rõ anh đã thực sự kết hôn hay chưa, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt rồi đáp. Câu hỏi này là tôi đại diện cho tất cả phái nữ ở thành phố Hà Nội, thậm chí ở khắp nơi trên cả nước, họ đều bỏ phiếu chọn đề tài này. Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, ánh mắt đen sâu thẳm, chăm chăm nhìn tôi, như muốn nhìn ra điều gì đó từ trong mắt tôi, im lặng một lát rồi anh đáp. Tôi là người không thích chia sẻ quá nhiều vấn đề của cá nhân mình, nhưng tôi sẽ tiết lộ một chút. Mẫu người lý tưởng trong lòng tôi đơn giản lắm, không như vợ cũ của tôi là được. Tôi không biết hôm nay mình đi phỏng vấn hay là đi hành hạ trái tim của mình đây. Sự lạnh lùng đó của anh làm trái tim tôi đóng băng trong giây lát, cuối cùng hóa thành nỗi tuyệt vọng bi ai. Tôi cười khổ đáp. Cảm ơn sếp Minh về buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Những vấn đề cần hỏi tôi cũng đã hỏi xong rồi. Tôi xin phép kết thúc buổi phỏng vấn tại đây. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành bản thảo rồi sẽ gửi vào mail của anh. Có vấn đề gì anh có thể gọi điện thoại. Được.
Sau đó, tôi thu dọn đồ đạc rồi xin phép ra về. Lúc đứng lên, tôi chợt nhớ tới chuyện anh từng cứu tôi ở bản, cuối cùng không nhịn được mà quay sang bảo anh. Cảm ơn anh, hôm ấy đã cứu tôi. Theo như những gì tôi biết về anh, tôi cứ ngỡ anh sẽ tỏ ra không cần, giống như lời cảm ơn chỉ là một lời nói thừa thãi, nhưng không ngờ anh lại nghiêm túc bảo. Ừ, tôi coi như đã cứu cô một mạng, vậy cô định đền ơn tôi thế nào đây? Tôi nhớ lại cái lúc khi nửa tỉnh nửa mơ, tôi đã hỏi anh muốn tôi làm gì trả ơn cho anh không? Lúc ấy anh đã trả lời thế nào ấy nhỉ? Tôi không biết có phải là ảo giác hay là sự thật, tôi đã lờ mờ nghe được hai chữ, muốn cô. Đến giờ tôi vẫn không chắc chắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến đó, hai má tôi bất giác nóng bừng, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, tôi có chút lúng túng đáp. Anh muốn tôi trả ơn thế nào? Lần này câu trả lời không như lần trước, cho nên tôi có thể khẳng định chắc chắn lần trước chỉ là do tôi ảo giác ra mà thôi. Anh bảo, đơn giản thôi, mời tôi một bữa cơm là được. Quả thực, tôi chỉ muốn hoàn tất những việc cần làm rồi rời xa anh càng sớm càng tốt, vì mỗi khi đối diện với anh, lòng tôi lại dấy lên một nỗi sợ, sợ ở gần anh, sợ tiếp xúc nhiều với anh. Tôi sẽ nhớ tới những chuyện trước kia, nhớ đến mỗi giây mỗi phút tôi trải qua trong nhung nhớ và đau khổ khi chúng tôi ly hôn. Thế nhưng chỉ là một bữa cơm để cảm ơn người đã cứu mình mà tôi cũng không làm được thì quả là quá hèn mọn. Trên đời này, món nợ khó trả nhất chính là nợ ơn, nên tôi gật đầu đáp. Được, nhưng chiều mai tôi phải quay lại Sài Gòn rồi. Phiền sếp Minh có thể sắp xếp được thời gian trong ngày hôm nay để tôi mời anh một bữa cơm được không? Trong ngày hôm nay, tôi sẽ báo thời gian cụ thể với cô. Tôi gật đầu rồi ra về. Ra đến bên ngoài, dù đã bước sang đầu thu nhưng nắng vẫn chói chang vô cùng. Lúc ra khỏi cổng, bỗng một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi vang lên. Huyền Anh! Tôi ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra giọng nói. Tôi thấy chị Quyên, chủ biên cũ của tôi, đang đứng ở gốc cây bằng lăng bên kia đường. Sau đó chị lái xe đi tới trước mặt tôi, mở cửa xe ô tô bước xuống. Chị cười tươi, ôm bó hoa tặng tôi. Chúc mừng em, lại hoàn thành xong một cuộc phỏng vấn chấn động nhé. Tôi cười nhẹ đáp. Nhỡ đâu em phỏng vấn không thành công thì sao chị? Chị tin chắc chắn em sẽ thành công, bởi vì như năm xưa, nhận lời phỏng vấn vì em. Ôi, chị đừng đánh giá cao em như vậy. Chị quên là bọn em bây giờ đã ly hôn rồi sao? Mà sao chị biết em ra Hà Nội ạ? Ừ, tổng biên của em trong đó có gọi cho chị, lâu lắm rồi không gặp. Thế nào, càng ngày em lại càng trẻ đẹp phải hả Huyền Anh? Chị cứ quá khen, chứ sau này tầm tuổi chị, em chỉ ước đối với chị thôi. Cô nói lại làm chị tưởng thật đấy, phỏng hết cả mũi. Em nói sự thật mà chị đứng đây đợi em lâu chưa? Cũng không lâu lắm, mà sắp đến giờ ăn trưa rồi. Chị em mình đi ăn trưa luôn nhá, chị có nhiều điều cần tâm sự với cô lắm. Dạ vâng ạ. Chị Quyên lái xe, đưa tôi tới một tiệm ăn món quê yên tĩnh. Bước vào tiệm, cảm giác yên bình vô cùng. Sau đó, hai chị em hàn huyên những câu chuyện trên trời dưới biển, kể cho nhau nghe cuộc sống trong suốt 3 năm qua. Rồi đột nhiên chị Quyên hỏi tôi, em có dự định sẽ đi thêm bước nữa không? Dù sao thì phụ nữ chúng ta có một người đàn ông bên cạnh để dựa vào vẫn hơn. Cuộc hôn nhân tan vỡ của tôi và Minh tựa như những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm tan nát trái tim tôi, khiến nó không thể nào bình phục nổi. Một lần yêu, một lần đau, một lần tan vỡ là quá đủ rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn được ở bên chăm sóc con gái nhỏ, phụng dưỡng cha đến hết cuộc đời này là đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi lắc đầu cười khổ đáp, em sẽ không đi thêm bước nữa đâu, cho dù người đàn ông ấy có tốt thế nào, bây giờ em chỉ muốn ở vậy, một mình chăm sóc con gái, đến khi con gái của em khôn lớn trưởng thành mà thôi. Chị chủ biên nghe tôi nhắc đến hai từ con gái thì mắt mở lớn kinh ngạc hỏi lại, em có con lúc nào vậy? Chuyện kể ra dài dòng lắm chị ạ, nhưng mà con gái em hiện tại đã 8 tuổi rồi. Chị chủ biên vẫn đơ cả người, giống như vừa nghe được một câu chuyện kinh thiên động địa. Sau đó chị hỏi tiếp, có nghĩa là em có con trước khi kết hôn? Tôi mỉm cười gật đầu. Sau khi bình tĩnh lại hơn thì chị chủ biên bảo, nuôi con một mình chắc chắn sẽ rất vất vả, em cố gắng lên nhé. Em cảm ơn chị ạ. Mà chị vừa nghe mong manh sếp lớn nói, chờ đợt đánh giá quý này sẽ duyệt cho em thăng chức đấy. Vậy à chị? Chị tuy ở ngoài này nhưng tình hình của em trong đó chị cũng nắm được kha khá đấy. Chị còn nghe bảo 3 năm nay em cày trâu bò lắm, cả tòa soạn trong đó ai cũng nể em. Em cũng cố gắng vì tương lai của con em thôi ạ, nên 3 năm qua cuộc sống cũng khá ổn chị ạ. Ừ,
chị biết năng lực và ý chí phấn đấu của em mà. Cố lên, chị tin tương lai em sẽ vươn xa hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Hai chị em vừa ăn, vừa hàn huyên đến đầu giờ chiều, thì chị chủ biên quay trở về tòa soạn, còn tôi thì quay về khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi về, chị chủ biên còn nói. Cả tòa soạn, mọi người ai cũng nhớ em và nhắc em suốt đấy. Hay là ngày kia mới vào lại Sài Gòn đi. Ngày mai, chị bố trí cho mọi người làm một bữa liên hoan lâu ngày mới gặp lại. Chiều mai em phải quay lại Sài Gòn rồi. Thôi, hẹn chị và mọi người dịp khác nhé. Ừ, nhưng nếu ở lại được thì cứ nhắn cho chị nhé. Vâng ạ. Lúc tôi về đến khách sạn, mở điện thoại ra, thấy rất nhiều tin nhắn của anh Trường, con bé Chi và những cuộc gọi nhỡ của tổng biên tập và bố tôi nữa. Tôi gọi lại cho từng người một thông báo tình hình. Đến khi gọi cho tổng biên tập thì chú bảo tôi có thêm một việc phát sinh. Ngày kia tôi cần tham gia cuộc họp báo của một tập đoàn may mặc nên sẽ phải ở Hà Nội thêm 2-3 ngày nữa. Buổi chiều ngủ dậy, tôi vừa thay đồ đang chuẩn bị đi chơi một vòng thì nhận được điện thoại từ trợ lý Kim gọi đến, thông báo Minh hẹn tôi 7 giờ tối nay ăn tối ở một nhà hàng Âu. Tôi đồng ý và nói tôi sẽ đến đúng giờ. Lúc tôi đến nhà hàng thì thấy Minh đã đến rồi. Cô tiếp tân hỏi chúng tôi muốn đặt phòng VIP hay phòng thường. Minh thì nói phòng VIP, nhưng còn tôi thì nói phòng thường. Không phải là tôi không đủ tiền để trả phòng VIP, chỉ là ở trong căn phòng VIP chỉ có mình tôi và anh. Nghĩ thôi, tôi cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt và gượng gạo. Cuối cùng Minh bảo cô tiếp tân. Theo lời cô ấy đi. Dạ vâng ạ. Chúng tôi chọn một bàn ăn ngồi sát bên ô cửa sổ. Từ góc nhìn của chúng tôi như có thể nhìn thấy bao quát Hà Nội trong đêm. Nhân viên nhà hàng mang quyển thực đơn lên, anh bảo tôi. Cô chọn món đi. Hôm nay là bữa ăn tôi cảm ơn anh, nên tôi nhường anh chọn món. Tôi nói vậy, nhưng Minh vẫn đẩy quyển thực đơn về phía tôi. Anh vẫn như năm nào, lúc nào cũng kiệm lời và không buồn đôi co. Biết tính anh, tôi cũng không nói nhiều nữa, lật đại rồi tùy hứng chọn vài món. Trong lúc chờ đợi thức ăn, ánh mắt của tôi lơ đãng dừng trên một cậu bé và một cô bé ở phía đối diện. Cô bé chừng 5 tuổi, trong lúc nô đùa đã không may va đầu vào cạnh bàn. Cậu bé chừng 12 tuổi, hình như là anh trai cô bé, thấy vậy chạy đến xoa đầu cho em, rồi dỗ dành một cách rất cưng chiều. Không sao đâu, để anh thổi cho hết đau nhé, không được khóc. Nhìn thấy hình ảnh đó, trái tim tôi bất giác bị kích thích với co thắt. Những ký ức của quá khứ lại chậm rãi như thước phim tua chậm ngay trước mắt. Đó là khi anh cũng tầm tuổi này, và tôi cũng tầm tuổi này. Tôi khỏe nô nghịch, nên thường xuyên bị ngã. Mỗi lần tôi bị ngã, đều có anh chạy đến đỡ và dỗ dành một cách cưng chiều như vậy. Vậy mà giờ đây, chúng tôi ngồi đây như hai người xa lạ. Ở giữa hai đầu chẳng còn gì ngoài một trái tim chẳng chịt vết thương. Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian, tôi rất muốn sống mãi ở khoảnh khắc trong quá khứ xưa. Muốn được làm một cô bé vô lo vô nghĩ, muốn được làm cô em gái được anh cưng chiều. Thậm chí tôi đã từng nghĩ, kiếp sau làm hoa cũng được, làm cỏ cũng được, làm cây cũng được, miễn là đừng làm vợ của Minh. Đau một kiếp, tổn thương một kiếp đã là quá đủ rồi. Cũng không biết tôi thất thần được bao lâu, lúc bừng tỉnh, trước mặt đã bày lên rất nhiều món ăn và cả hai ly rượu vang đỏ. Tôi không khách sáo bắt đầu cúi xuống ăn, cảm thấy không khí quá ngột ngạt, lại ăn cho bớt gượng gạo và chẳng biết từ lúc nào đã ăn được kha khá. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, thấy hình như anh chưa hề đụng vào bộ dụng cụ trước mặt. Chiếc đĩa vẫn còn rất sạch sẽ, tôi ngạc nhiên hỏi. Anh không ăn à? Cô đang quan tâm đến tôi đấy à? Cổ họng tôi bất giác nghẹn lại vì câu nói của anh, tôi hắng giọng đáp. Trên bàn còn rất nhiều thức ăn, anh mà không ăn thì mình tôi ăn sao hết được. Ánh mắt của Minh thoáng sầm lại, giọng cũng lạnh lẽo. Đang tiếc tiền sao? Mất tiền một cách lãng phí, ai mà chẳng tiếc. Con người cô. Nói đến đây thì Minh đột nhiên không nói nữa, tôi liền hỏi. Con người tôi làm sao? Minh nhất quyết không nói, mà anh không nói thì tôi cũng đoán được anh đang nghĩ tôi là con người lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. Một lát sau, tôi mới thấy anh cầm dĩa lên ăn một miếng thịt bò, động tác nhai chậm chậm rất nho nhã. Qua một hồi trầm tư, tôi tò mò hỏi. Bà nội của anh dạo này khỏe không? Có lẽ cũng hơi bất ngờ với câu hỏi này của tôi, giọng có chút hạ thấp xuống. Bà khỏe. Tôi gật đầu, rồi lại nhớ tới bé Nina. Mấy năm nay, thỉnh thoảng nhớ đến con bé, tôi cũng rất muốn biết tình hình con bé hiện tại ra sao rồi. Có vài lần tôi bấm số gọi cho cô Hoa, nhưng hình như số đó đã không còn sử dụng, nên lần nào gọi cũng toàn là thuê bao. Tôi hỏi tiếp.
Vậy còn bé Mina, con bé đã khỏe hẳn chưa? Không ngờ Minh lại hỏi ngược lại tôi. Muốn đi thăm con bé không? Lúc này, trong lòng tôi như không còn quan tâm đến khoảng cách giữa tôi và anh ở hiện tại nữa, tôi gật đầu đáp. Tôi muốn. Sáng mai, tôi sẽ đưa cô đi. Cảm ơn anh. Kết thúc bữa ăn, khi tôi xuống thanh toán, thì được biết anh thanh toán xong xuôi rồi. Thế nhưng lúc tôi quay ra hỏi anh, thì đã không thấy bóng dáng của anh đâu. Tôi đành đi ra ngoài bắt xe về các khách sạn. Sáng hôm sau, nhớ lời hẹn với Minh đến thăm Mina, nên tôi dậy sớm thay đồ. Lúc xuống đến cổng khách sạn thì đã thấy xe của anh đỗ ở đó. Sau đó cánh cửa xe hạ xuống, gương mặt lạnh lùng của anh nhìn về phía trước, không nhìn tôi nhưng lạnh lùng ra lệnh. Lên xe đi. Tôi ngạc nhiên, không biết sao anh lại biết khách sạn tôi đang ở. Mà thôi kệ đi, tôi cũng không muốn thắc mắc nhiều nên mở luôn cửa bước vào xe. Quãng đường ngồi trên xe, cả tôi và anh không ai nói với ai câu nào. Minh từ đầu đến cuối chuyên tâm lái xe, còn tôi ngồi lặng yên ở hàng ghế phía sau, thỉnh thoảng không nhịn được, khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải vì Mina, tôi nhất định chẳng đi chung xe với anh thế này đâu, càng không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Nhất là bây giờ, anh lại là một người đàn ông đã có vợ. Xuống xe. Tôi đang mải mê suy nghĩ, thì giật mình khi nghe giọng anh truyền đến. Tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài, xe đang đỗ ở trong bệnh viện huyết học. Tôi ngạc nhiên hỏi, con bé vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện sao? Chẳng lẽ 3 năm qua không tìm được tùy thích hợp? Anh yên lặng một lát rồi đáp lời tôi, giọng nói vô cùng nặng nề. Con bé đã giai đoạn cuối rồi. Nghe vậy, trái tim tôi bỗng nhói lên như kim đâm. Giai đoạn cuối nghĩa là không chữa được nữa sao? Nghĩa là số ngày tháng con bé còn tồn tại trên đời này sẽ phải tính bằng ngày tháng, thậm chí là bằng phút, bằng giây sao? Sao mà đau lòng đến vậy? Nhất là một người đang làm mẹ như tôi, nghe tin này cảm thấy như có ai đó đang rút ruột rút gan mình. Tôi không nói nên lời, lặng lẽ đi theo anh lên phòng bệnh của con bé nằm. Khi đến phòng bệnh là một căn phòng VIP, chỉ có cô Hoa và Mina trong phòng. Sau 3 năm, cô Hoa già đi trông thấy, còn bé Mina nằm trên giường, gương mặt xanh xao vàng vọt, chẳng hồng hào như ngày đầu tiên tôi gặp. Trên bàn tay nhỏ đang cắm dây ống truyền, có lẽ là vì tiêm quá nhiều, truyền quá nhiều nên bàn tay chẳng chịt vết bầm tím của kim tiêm. Tuy con bé chẳng có máu mủ gì với tôi, nhưng nhìn thôi tôi cũng thấy đau đớn xé ruột xé gan. Cô Hoa nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên vô cùng, tôi chủ động lên tiếng chào trước. Cô Hoa, dạo này cô khỏe không ạ? Tôi khỏe. Cô Hiền Anh, lâu rồi tôi mới gặp lại cô. Dạ vâng, cũng lâu rồi cháu mới về lại Hà Nội, nên bây giờ mới có dịp đến thăm Mina đây ạ. Cô Hoa mỉm cười gật đầu, quay sang nhìn Mina nói, bác sĩ vừa tiêm cho con bé xong, chắc mệt quá nên lại ngủ rồi. Dạ, cứ để cho con bé ngủ, cháu chờ được. Một lát sau thì Minh đi ra ngoài cho tôi và cô Hoa nói chuyện. Hai cô cháu chủ yếu nói về tình hình của Mina trong 3 năm qua. Nghe cô Hoa kể thì Minh cũng từng đưa con bé ra nước ngoài điều trị nhưng không được nên đành trở về Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại cũng là cố gắng hết sức rồi. Càng nói tôi càng cảm thấy nỗi chua xót như ngấm vào tận xương cốt. Một cô bé đáng yêu đang trong độ tuổi hồn nhiên vui vẻ, vậy mà hằng ngày phải chiến đấu với bệnh tật như một chiến binh dũng cảm. Ấy mà trời cũng không thương xót cho cô bé ấy. Tôi và cô Hoa chẳng ai bảo ai, hai viền mắt đều đỏ hoe. Tôi không biết nói gì ngoài động viên cô Hoa. Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé, cháu tin là con bé sẽ sớm khỏe lại thôi, sẽ mãi ở bên chúng ta. Cô Hoa gật đầu đáp. Tôi cũng luôn động viên mình như vậy. Mà phải rồi, 3 năm qua cô Huyền Anh ở đâu, hiện giờ cô đang làm gì? Cháu hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cháu vẫn làm phóng viên cô ạ. Thỉnh thoảng cháu cũng có gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình của cô và Mina, nhưng mà không liên lạc được. À, số điện thoại đó tôi không đăng ký chính chủ nên bị hủy rồi. Bây giờ cậu Minh có làm cho tôi một số điện thoại mới để tôi đọc số cho cô lưu nhé. Dạ vâng cô. Cô Hoa đọc số cho tôi lưu xong thì đột nhiên bảo. Năm ấy, cô và cậu ly hôn, tôi thực sự rất sốc. Bây giờ thấy cô và cậu quay lại, tôi rất mừng cho cô cậu. Chắc có lẽ cô Hoa thấy tôi xuất hiện ở đây cùng với Minh nên hiểu nhầm là chúng tôi quay lại. Tôi đang định giải thích thì bé Mina tỉnh dậy, rồi Minh từ ngoài bước vào. Sau 3 năm không gặp, không ngờ con bé vẫn còn nhớ tôi. Dù mệt mỏi, nhưng thấy tôi, con bé vẫn cười rất tươi. Thấy con bé như vậy,
tôi lại không nỡ ra về nên ở viện chơi cùng với con bé cả một ngày, đến tối mới trở về khách sạn. Trước khi tôi ra về, con bé vẻ mặt đầy luyến tiếc bảo: "Hôm nào mẹ Huyền Anh lại đến chơi với Mina nhá." "Ừ, Mina cố gắng lên nhá, chữa khỏi bệnh rồi về nhà với mẹ và mọi người." "Dạ vâng ạ." Ra đến cổng bệnh viện, tôi bảo Minh tôi tự bắt xe về được, không cần anh phải đưa về. Ánh mắt của anh thoáng tối sầm lại, không nói gì rồi lái xe vụt đi. Trong lòng tôi khi ấy có cảm giác hụt hẫng, nhưng biết làm sao được, vì dù sao chúng tôi đã định sẵn không thể ở bên nhau, mà càng ở bên anh, tôi sẽ lại càng siêu lòng, cho nên phải cố gắng trốn tránh, cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe khuất hẳn vào màn đêm lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu rồi bắt taxi trở về nhà. Ngày hôm sau, buổi sáng tôi tranh thủ tới thăm Mina trong những ngày còn ở Hà Nội. Buổi chiều, tôi tham gia một cuộc họp báo tới 5 giờ chiều mới xong. Khi tôi vừa ra ngoài định bắt taxi về, thì một chiếc BMW kép đen dừng ngay trước mặt tôi. Còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy cánh cửa xe mở ra, người trước mặt cũng tiến lại gần, vẻ mặt giống như không tin nổi gọi tôi: "Huyền Anh." Suốt 3 năm không gặp nhau, kể từ ngày tôi vào Sài Gòn, cắt đứt mọi liên lạc với những người liên quan đến Minh cho tới bây giờ. Nhìn thấy anh Khang ở đây, tôi không nghĩ Hà Nội lại bé đến như vậy, tròn đến như vậy. Anh Khang từng đối xử với tôi rất tốt, cho nên tôi cũng không thể bơ đi mà coi như không thấy anh. Tôi nở nụ cười nhẹ đáp lại: "Sao anh lại ở đây?" "Anh nói là anh đi qua thì thấy em nên rẽ vào, em có tin không? Thực sự vừa nãy anh còn nghĩ là mình hoa mắt cơ. Em về Hà Nội lúc nào vậy?" "Vâng, em về Hà Nội được 2 hôm rồi." "Lâu rồi không gặp, anh có thể mời em một bữa cơm không?" Thấy tôi chần chừ, anh Khang liền bổ sung: "Hoặc là uống cà phê cũng được." Trước sự nhiệt tình của anh, tôi không biết nên từ chối thế nào nên đành đồng ý đáp: "Vâng, vậy uống cà phê nhé anh." Anh Khang mỉm cười gật đầu rồi mở cửa xe cho tôi bước vào. Xe chạy một đoạn rồi dừng lại ở một quán cà phê khá gần với khách sạn tôi đang ở. Tầm này vào trong quán vắng người, chỉ có tôi và anh Khang cùng với 2 bạn sinh viên trong quán. Tôi gọi một ly trà đào cam xả. Sau khi bạn nhân viên đi khỏi, anh Khang hỏi tôi: "Em dạo này thế nào? Cuộc sống ổn không?" "Em ổn anh ạ." "Chú khỏe hẳn chưa em?" "Dạ bố em khỏe rồi anh." "Thế còn anh, dạo này thế nào? Đã kết hôn chưa ạ?" Anh Khang cười gượng đáp: "Anh thì vẫn thế, cũng không có gì thay đổi nhiều. Mà đợt này em về Hà Nội chơi hay là để phỏng vấn thế?" "Em về phỏng vấn anh ạ. Và hôm nay tham dự cuộc họp báo của tập đoàn May Kim Thành." "Ừ, kể ra thời gian trôi cũng nhanh quá. Cũng 3 năm rồi, anh em mình mới gặp lại nhau." "Dạ vâng, không để ý thời gian thì cảm thấy cũng trôi nhanh thật anh ạ." Tôi vừa dứt lời thì nhân viên mang nước uống đến. Gặp lại anh Khang bây giờ, tự nhiên tôi cảm thấy không có gì để nói với anh như trước, nên không khí gượng gạo vô cùng. Một lát sau, anh hỏi tôi tiếp: "Huyền Anh, em đã kết hôn với ai chưa?" Tôi cười nhạt lắc đầu: "Em không nghĩ tới chuyện kết hôn thêm lần nữa anh ạ. Em chỉ mong muốn cuộc sống như hiện giờ mà thôi." "Vì sao vậy?" "Vì thằng Minh à?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh Khang nói tiếp: "Tại sao em lại ngốc tới như vậy? Có đáng không? Trong khi em ly hôn xong thì Minh nó cũng đã kết hôn, hiện tại đã có một cậu con trai, gia đình rất hạnh phúc. Còn em, chẳng lẽ vì một người không đáng mà ở vậy cả đời sao?" 10 đầu ngón tay của tôi đột nhiên co quắp, lời nói của anh Khang giống như một cây kiếm sắc nhọn, trực tiếp giải hết những thắc mắc mà tôi không dám đối diện trong tim. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp: "Bọn em đã đường ai nấy đi 3 năm trước, nên cuộc sống của anh ấy không liên quan tới em, và cuộc sống của em cũng chẳng liên quan gì tới anh ấy cả. Tất cả là do em muốn và lựa chọn mà thôi, không vì ai hết." Nói xong, tôi thấy cổ họng của mình tràn ngập vị chua chát. Tôi cầm ly trà đào lên uống một ngụm để xua đi vị chua chát trong miệng. Nhưng cớ sao trà đào hôm nay lại có vị chua hơn bình thường? Phải chăng chua chát từ đáy lòng dâng lên nên vị gì cũng không thể xua đi nổi? Nói thêm vài câu nữa thì anh Khang có điện thoại. Tôi thấy nét mặt của anh khá nghiêm trọng khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình. Sau đó anh xin phép đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại. Tôi ngồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhìn phố xá tấp nập mà linh hồn đã như phiêu bạt tận nơi nào. Những lời nói của anh Khang vừa nãy cứ vang vọng quanh đại não của tôi. Một cảm giác bí bách khó chịu không sao tả nổi. Cuối cùng vì khó chịu quá nên tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Tôi muốn dùng nước lạnh để rửa mặt, để khiến cho bản thân trở nên lý trí và tỉnh táo.
Khi tôi đi gần về phía khu vực nhà vệ sinh, chỉ còn cách đó một đoạn ngắn, tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. 9 giờ tối nay, thằng Minh sẽ ra sân bay để sang Singapore. Đây là cơ hội thích hợp để hành động. Chúng mày liệu mà làm? Giọng nói rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, giọng lạnh tanh và mang mùi nguy hiểm. Khi nghe xong, tôi chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt, thậm chí tôi còn không dám tin giọng nói vừa nãy là của anh Khang phát ra. Tôi chậm rãi tiến lại gần thêm vài bước để xác nhận lại. Tôi thấy anh Khang đang đứng nghe điện thoại, lưng quay về phía tôi. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng giọng anh sau đó lại vang lên đầy tức tối. Mấy thằng ngu, đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Nếu nó không chết, thì người chết là tao và chúng mày đấy, có hiểu không? Cả người tôi như có một luồng gió lùa qua, dùng mình sợ hãi. Ngàn vạn lần tôi không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, và cũng ngàn vạn lần tôi không dám tin người đang đứng trước mặt mình chính là anh Khang. Tim tôi như muốn ngừng đập, chút lý trí còn sót lại, mách bảo tôi rằng tôi phải lập tức báo lại cho Minh biết tin tức này. Tôi run rẩy xoay người bước đi, nhưng vừa bước đi được hai bước thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tại sao điện thoại lại vang lên đúng lúc này? Tôi như chết đứng một chỗ, giọng anh Khang gọi tên tôi. Huyền Anh. Tôi muốn trốn chạy nhanh ra khỏi nơi này, nhưng nghe thấy giọng nói ấy, hai chân tôi mềm mà mất hết chi giác. Tôi cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để chạy nhanh, nhưng cả người tôi bị một bàn tay to lớn kéo lại. Ánh mắt và giọng nói của Khang tràn ngập sửng sốt giải thích. Huyền Anh, nghe anh nói đã, không như những gì em nghe thấy đâu. Cả người tôi run rẩy, nhất là khi anh ta động vào người tôi lại càng run hơn, cả kinh tởm nữa. Tôi tự hỏi, không biết từ bao giờ một người ôn nhu như anh ta lại trở nên xấu xa như vậy? Hay chẳng lẽ trước giờ, những gì anh ta thể hiện chỉ là một lớp mặt nạ của một con quỷ đội lốt người? Tôi lại chợt nhớ câu nói của Minh từng bảo tôi. Anh ta không tốt đẹp như những gì cô thấy đâu. Chẳng lẽ Minh đã sớm biết bộ mặt thật của anh ta? Trong phút chốc, đại não tôi như thác lũ ùa về. Vụ tai nạn của tôi và Minh ở rừng Lê Minh Xuân 3 năm về trước, liệu có phải cũng có liên quan tới anh ta không? Tôi dùng mình quát lên. Buông tôi ra, kinh tởm. Ánh mắt của anh Khang thoáng hiện lên chút tối sầm, nhưng rất nhanh liền bị gương mặt ôn nhu của anh ta che đi. Ánh mắt của anh ta luôn khiến người khác có cảm giác vô hại, nhưng mà không phải vậy. Ẩn sâu trong ánh mắt ấy là một loại thâm độc và nguy hiểm. Ở đời chính là sợ nhất những người như anh ta. Sau đó anh ta vẫn dùng một giọng nói rất nhẹ nhàng nói với tôi. Huyền Anh, nghe anh nói đã. Tôi lạnh lùng ngắt lời. Dù anh có nói gì đi chăng nữa, thì trong mắt tôi lúc này, anh chính là một dạng người vô cùng hèn hạ. Buông tôi ra. Nghe vậy, anh ta có một chút lúng túng nhìn đi nơi khác. Thế nhưng bàn tay vẫn tóm tôi rất chặt, khiến tôi dãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Cho đến khi có một người phụ nữ đi đến, anh ta thấy vậy mới buông tay tôi ra khỏi. Thoát được sự trói buộc của anh ta, tôi vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Tôi cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cần phải gọi cho Minh càng sớm càng tốt. Ra đến bên ngoài quán, tôi nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy gần về hướng mình. Tôi vừa giơ tay vẫy thì bất chợt có một lực lớn từ phía sau đạp thẳng vào gáy tôi, khiến toàn thân tôi choáng váng. Rồi rất nhanh, bóng đen như thủy triều ập đến bao trùm lấy tôi. Trước khi thiếp hẳn đi, tôi vẫn nghe được điện thoại của mình đổ chuông cuộc gọi đến, và có một bàn tay đã lấy điện thoại ra khỏi túi áo tôi. Sau đó tôi không còn biết gì nữa. Tôi cũng không biết mình đã thiếp đi bao nhiêu lâu. Đến khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất rộng lớn. Tôi cố gắng gượng dậy thì thấy hai bàn tay và hai chân tôi bị trói chặt. Gương mặt của anh Khang xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn là gương mặt ôn nhu với giọng nói dịu dàng, nhưng giờ đây chỉ cần thấy tôi đã phát tởm đến buồn nôn. Huyền Anh, em tỉnh rồi à? Hồi tối em chưa có ăn gì. Anh vừa nấu cho em bát súp tôm mà em thích. Em ăn thử xem nhé. Tôi nhìn chằm chằm anh ta. Tự nhiên lúc này tôi không còn cảm thấy run sợ nữa. Tôi trở nên bình tĩnh đến lạ. Tôi nói lớn giọng. Thả tôi ra. Anh ta không trả lời lại tôi. Một tay cầm bát súp trên bàn lên, một tay cầm thìa, từ tốn súp đưa lên miệng của tôi. Nhưng bị tôi thổi phù đi, khiến súp bắn lên đầy mặt anh ta. Dù vậy, nhưng anh ta không tỏ ra tức giận, bình thản cầm lấy giấy lau mặt rồi lặp lại hành động ban nãy, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ con không hiểu chuyện là tôi. Nào, há miệng, ăn thử một miếng xem anh nấu có ngon không? Tôi nhất quyết không há miệng, cũng không làm gì nữa
mà nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt khinh bỉ. Cuối cùng anh ta có chút mất bình tĩnh, tức giận bảo: "Em tưởng là ai cũng được tôi xúc cho ăn thế này sao? Tôi nói cho em biết, đừng có mà được voi đòi tiên, đừng có mà tưởng tôi sẽ không làm gì em." Tôi không ngờ anh lại bỉ ổi như vậy, lại dùng thủ đoạn hèn hạ này với cả tôi. Anh đúng là điên thật rồi. Tôi vừa dứt lời thì một tiếng choang lớn vang lên, chiếc bát súp bị anh ta đáp thẳng vào tường vỡ tan tành, súp bắn tung tóe trên bức tường và cả sàn nhà. Giọng anh ta rít lên: "Phải, tôi điên. Tôi điên chính là vì em đấy. Tại sao sau bao nhiêu thời gian em vẫn yêu nó mà không yêu tôi? Nó thì có gì hơn tôi?" Anh ta hét lên rất lớn, giống như bao nhiêu uất giận, tức giận đều dồn hết vào tôi. Đối với sự tức giận của anh ta, tôi không những không sợ mà còn cảm thấy nực cười. Khóe môi tôi vô thức nở ra nụ cười châm biếm, dõng dạc đáp: "Anh mà cũng có tư cách so sánh với anh ấy sao? Anh nhìn cái bộ dạng hiện tại của anh đi, là loài ác quỷ chứ không phải là con người. Nhà người ta bao nhiêu năm nuôi nấng anh, vậy mà anh lại dắp tâm muốn hại con cháu của họ. Có con người nào lại độc ác, ăn cháo đá bát như anh không? Tôi nói cho anh biết, anh chỉ giống như cái móng chân của anh ấy mà thôi. Đừng nói là yêu anh, bây giờ đến nhìn anh, tôi còn cảm thấy kinh tởm, đồ hèn hạ." Anh ta nghe tôi nói thế, gương mặt vốn đã tối lại càng trở nên u ám. Sau đó anh ta đưa tay lên, bóp cằm tôi rất mạnh, ép tôi phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mặt anh ta, giọng anh ta gằn lên từng chữ: "Được, nếu cô đã xem tôi là người hèn hạ, thì tôi sẽ cho cô biết tôi hèn hạ cỡ nào. Cô luôn tự hào về thằng đó đúng không? Vậy thì để tôi xem, nó có gan dám đến đây cứu cô không? Nếu như qua đêm nay, nó mà không tới, thì từ mai trở đi, tôi không đảm bảo cô sẽ được nguyên vẹn như bây giờ đâu." Nói xong, anh ta hất mạnh tay mình ra khỏi người tôi, không thèm liếc mắt nhìn, liền xoay người bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Tôi thấy giọng anh ta nói với ai bên ngoài đó: "Canh chừng cho cẩn thận." Sau đó là tiếng bước chân lục cục vang lên, mỗi lúc một nhỏ dần, xa dần, cho tới khi khuất hẳn. Tôi ngồi trong phòng, bây giờ tôi mới quan sát căn phòng một lượt. Đây là phòng ngủ, cách bài trí khá giống với phòng ở bên nhà Minh. Tôi lại nhớ ngày trước, bà nội từng nói có xây cho Khang một căn nhà ở vùng ngoại ô vì anh ta thích sống ở đó. Có thể đây chính là căn nhà đó. Đúng là trò đời. Nhà Minh đã kêu mang anh ta, nuôi nấng anh ta từ khi vẫn còn đỏ hòn cho tới khi trưởng thành, xem anh ta như ruột thịt. Vậy mà giờ đây, anh ta lại muốn làm hại Minh. Bà nội và bố anh biết được, chắc chắn sẽ rất sốc và đau lòng. Nghĩ tới Minh, lòng tôi lại tràn ngập lo lắng. Không biết giờ anh ra sao rồi. Dù bị giam cầm như thế này, nhưng tôi lại không cảm thấy lo lắng cho chính mình bằng lo lắng cho anh. Thậm chí vì lo cho anh tới bật khóc. Tôi không biết làm gì khác, cảm giác bất lực bủa vây khiến cho tôi bức bối vô cùng. Thời gian trôi qua, cả con tim cứ như bị ai bóp nghẹn lại, đau không thở nổi. Cuối cùng, tôi chỉ biết nhìn ra ngoài bầu trời đêm, nhìn những ánh sao sáng trên bầu trời cao và cầu nguyện cho anh mọi sự bình an. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên, tiếng cạch cửa phòng mở ra. Khang từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy tôi, khóe môi của anh đã cong lên nụ cười có chút mỉa mai. "Có một sự thật rất đau lòng, nhưng cô cần phải biết. Người đàn ông cô luôn yêu thương, nhất sống nhất chết vì nó, nhưng nó lại chẳng xem cô ra cái thá gì đâu. Tôi đã gọi cho nó cách đây 5 giờ đồng hồ, tôi bảo là cô đang trong tay tôi. Cô biết nó trả lời sao không?" Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nó nói là chẳng liên quan tới nó, muốn làm gì thì tùy. Tôi cứ tưởng là nó mạnh miệng thế thôi, nhưng cho tới giờ phút này nó không tới, thì đúng là nó nói thật rồi." Tôi không biết lời anh ta nói có thật không, nhưng khi nghe xong, trái tim tôi cũng cơ hồ quặn thắt lại. Vậy cũng tốt, anh không đến càng tốt, vì một khi anh đến đây như đâm đầu vào chỗ chết. Tôi cố tỏ ra bình thản đáp. "Tốt quá, rất đúng ý tôi." Tôi vừa dứt lời thì anh ta bỗng cười phá lên. Sau đó anh ta từng bước đi về phía tôi, sáp lại gần tôi, đưa tay lên mặt vuốt má tôi, nụ cười càng trở nên tà ác. "Đằng nào tôi cũng mất tất cả rồi, nhưng mà có được cô, thấy cũng đáng." Tôi thực sự hận, không thể giáng cho anh ta một bạt tai, nhưng đáng tiếc cả chân tay của tôi đều bị trói nên chỉ có thể chửi rủa. "Đồ bại hoại,
đừng có động vào tôi, ghê tởm. Lời tôi vừa dứt thì anh ta đẩy mạnh tôi xuống chiếc giường, cả người đè lên người tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười bỉ ổi. Em yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ khiến em thích thôi. Lúc ấy, tôi thực sự không thể mạnh mẽ được nữa, thực sự rất sợ hãi, trong đầu còn có ý nghĩ, nếu như anh ta làm gì tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà khi nghĩ đến Sam, tôi lại không đủ can đảm. Cũng may sau đó, đúng cái khoảnh khắc tôi cảm thấy bản thân sắp bị lăng trì dưới 18 tầng địa ngục, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, cứu vớt tôi thoát khỏi. Người đâu? Nghe thấy giọng nói đó, động tác của anh ta đang cởi cúc áo trên người tôi chợt khựng lại, rồi rất nhanh, anh ta khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng nguy hiểm. Anh ta kéo tôi ngồi dậy, ấn tôi ngồi xuống một cái ghế trong phòng, dán miệng tôi bằng băng keo, còn anh ta đứng ở phía sau tôi như kiểu chờ sẵn Minh đến. Rồi rất nhanh, cánh cửa phòng liền bật ra, Minh từ ngoài bước vào, anh ta thấy Minh, khóe môi cong lên một nụ cười. Chà, không ngờ em trai tôi vẫn nặng tình với vợ cũ quá nhỉ. Minh liếc mắt nhìn tôi một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng tôi thấy trong mắt anh tràn ngập đau xót. Anh nói, tao đến rồi, mày thả cô ấy ra, cô ấy không liên quan đến chuyện giữa tao và mày. Minh vừa dứt lời thì anh ta bỗng cười phá lên. Rất nhanh sau đó, một lưỡi dao sáng loáng không biết anh ta lấy ở đâu dí sát vào cổ tôi. Tôi nhìn chằm chằm Minh, toàn bộ cảm xúc của tôi tập trung vào người anh, nên lúc này tôi không thấy sợ hãi. Tôi rất muốn nói, anh đi đi, không cần lo cho tôi, nhưng mà cả miệng đã bị dán chặt nên chỉ có thể lắc đầu, phát ra những tiếng ư ư trong tuyệt vọng. Con dao chợt dí sát cổ tôi hơn, đứng cách nhau một đoạn nhưng tôi vẫn nghe được tiếng Minh hít thở sâu, giống như đang đè nén điều gì đó. Anh gằn lên từng chữ. Rốt cuộc là mày muốn gì? Mày thừa biết tao muốn gì mà Minh. Mày thông minh như vậy mà mày hỏi tao một câu ngu ngốc như vậy sao? Mày muốn tài sản đúng không? Tao sẽ cho mày, với điều kiện duy nhất mày thả cô ấy ra. Tiền với tao bây giờ không quan trọng bằng cái mạng chó của mày. Nhưng mà nể tình mày từng là em trai của tao, tao với mày sẽ chơi một trò chơi. Nói xong anh ta gọi lớn. Chúng mày! Ngay lập tức, mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ xông vào. Tên Khang nói tiếp. Nếu như mày hạ gục được những thằng này thì tao sẽ thả người. Còn nếu như mày thua thì hôm nay chính là ngày giỗ của mày. Tôi nhìn mấy tên kia, chưa nói đến độ cao lớn, nhưng tên nào tên nấy đều cầm một cái gậy, còn anh tay không, không một vũ khí nào cả. Đó chẳng phải là dẫn người ta đi vào con đường chết một cách quang minh chính đại hay sao? Chẳng ngờ khuôn mặt của Minh lại không chút dao động, lạnh lùng đáp. Được, chỉ cần mày giữ lời thả người. Tên Khang nhìn anh, cười khoái chí đáp. Bắt đầu đi. Ngay lập tức, một tên xông lên trước, gậy giáng thẳng về phía anh, nhưng nhanh chóng một tay anh giữ gậy, chân đạp vào trúng hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đớn buông gậy ra. Minh thuận tay cướp được cây gậy của hắn. Mấy tên còn lại thấy vậy cùng lúc xông lên. Anh nhanh như chớp né được, tay cầm gậy đập vào đầu một tên, chân đá lên tên khác. Tôi không biết ngày xưa anh có học võ hay không, nhưng những cú né của anh vô cùng nhanh nhẹn, những cú đánh đối phương vô cùng chuẩn xác và mạnh mẽ dứt khoát. Chỉ là một đấu bốn khiến tôi vô cùng lo lắng, nhìn anh lòng như muốn vỡ tung ra thành trăm ngàn mảnh. Ngay sau đó, cơ thể của một tên giống như một bao cát bị anh ném văng ra ngoài một cách không thương tiếc. Thân thể nặng nề bị đập mạnh vào tường khiến hắn kêu lên từng hồi đau đớn. Rồi lần lượt, từng tên bị anh hạ gục ngay dưới chân anh, nằm sóng xoài trên nền đất rên rỉ. Tên Khang thấy vậy có lẽ không ngờ rằng anh sẽ đánh bại mấy tên này một cách dễ dàng như vậy. Hắn như phát điên, không chấp nhận sự thật, chửi rủa. Một lũ vô dụng. Minh liếc nhìn Khang, ánh mắt giống như thanh đao sắc lạnh xẹt qua khuôn mặt của anh ta, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thả người được chưa? Lúc ấy, tôi có thể cảm nhận thấy Khang ở phía sau mình hơi run rẩy, tay hắn ta nới lỏng khoảng cách với tôi hơn. Vào cái lúc tôi tưởng hắn ta đã chấp nhận buông tha cho mình rồi, thì bất ngờ hắn ta siết chặt tôi hơn, dao dí sát vào cổ tôi, ấn sâu vào lớp da, xuất hiện một vệt máu đỏ, gương mặt của Minh thoáng trắng bệch rít lên. Thằng chó! Tên Khang thấy vậy cười khà khà. Mày lo cho nó lắm đúng không? Nếu như mày muốn nó sống thì khôn hồn, làm theo những lời tao nói, quỳ xuống xin tao tha cho nó đi. Tôi nhìn Minh quyên quyết lắc đầu,
Anh không thể quỳ xuống trước mặt tên khốn này. Hắn ta đã trở mặt một lần, không có nghĩa là sẽ không trở mặt lần hai. Nếu như anh quỳ, hắn sẽ tha cho tôi sao? Hắn đã điên tới mức này rồi, thì làm gì còn tính người nữa? Tôi biết chắc chắn, Minh cũng biết điều đó mà. Thấy Minh không phản ứng, Giao lại siết chặt cổ tôi hơn. Nhưng tôi không thấy đau bằng cái cảm giác bất lực, đau đớn trong tâm can. Rồi rất nhanh sau đó, Minh liền đáp. Được, tao quỳ. Tôi không thể ngờ rằng, vì bảo vệ tôi mà anh đã không màng tự trọng, danh dự, sẵn sàng quỳ gối trước hắn ta. Nhìn người đàn ông cao cao tại thượng ấy hy sinh vì tôi tưởng như có ai đó moi trái tim tôi đốt thành tro tàn. Trời ạ, cái tên ngốc này, tôi và anh bây giờ có là gì của nhau đâu, mà sao anh lại ngốc như vậy hả? Tôi tuyệt vọng, bất lực, chỉ biết rơi nước mắt trong tiếng ư ư nghẹn ngào. Tên Khang vẻ mặt đắc ý và sung sướng nhìn Minh, nhưng chưa dừng ở đó. Hắn yêu cầu Minh ngồi yên cho đàn em của hắn đánh, anh không được phép ra tay chống trả. Tên đàn em nở nụ cười gian xảo, cầm chiếc gậy sắt, giáng mạnh xuống người anh. Tôi nhìn anh, hoảng loạn sợ hãi, muốn lao đến chỗ anh, nhưng cả người tôi bị ghì chặt lại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy căm hận một người đến như thế. Tôi hét lên trong tiếng bất lực tuyệt vọng, thần kinh như bị rút đi từng sợi, đau đớn đến độ muốn chết đi cho xong. Vì tôi mà anh khổ quá rồi. Sao anh có thể ngốc như vậy hả? Có đáng không? Trong ánh mắt của Minh, tràn ngập đau lòng và lo lắng nhìn về phía tôi. Tại sao anh hận tôi như vậy? Ghét tôi như thế? Sao lại bất chấp cả tính mạng vì tôi thế này? Những nhát gậy không biết đã nện xuống người anh bao nhiêu cái. Cho tới khi máu mồm anh hộc cả ra, người lảo đảo ngã xuống nền đất, thì tên Khang kia mới kêu dừng lại. Sau đó hắn ta bước tới chỗ anh, ngồi xổm xuống trước mặt anh, túm lấy cổ áo của anh, rồi nở ra nụ cười vô cùng mãn nguyện. Hắn ta nói, giá như ngày ấy mày đừng quay trở về nhà thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Từ bé tao đã luôn mang danh một đứa con nuôi nhà họ Huỳnh, nhưng tao luôn nghĩ sau này lớn lên sẽ tận tâm chăm sóc cho bố, cho bà nội thật tốt, thì nuôi hay ruột thịt cũng chẳng quan trọng. Nhưng từ khi mày trở về, những cố gắng của tao đều trở thành vô nghĩa. Dù tao có cố gắng thế nào, phấn đấu ra sao, thì trong mắt mọi người vẫn chỉ có mày. Và tao chỉ là một bước đệm cho mày dẫm chân lên bục vinh quang. Ngay cả khi người con gái tao thương, mày cũng cướp mất. Cuộc đời này thật quá bất công, cho nên hôm nay tao phải đòi lại những bất công cho chính mình. Dù bị thương nặng tới mức sắc mặt trắng bệch như không còn sắc khí, nhưng Minh vẫn lạnh lùng đáp. Còn tao, cái ngu lớn nhất là đã bỏ qua cho mày 3 năm trước. Thằng chó, mày muốn tao chết cũng được, nhưng mày mau thả cô ấy ra. Ân oán giữa tao và mày không liên quan tới cô ấy. Sắp chết rồi mà vẫn ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân cơ à? Được rồi, mày yên tâm. Trước khi mày chết thì tao sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mày. Nói xong, tên Khang đứng dậy, dùng bàn chân mình dẫm lên tay anh. Những ngón tay phát ra tiếng rắc rắc, tựa như những tiếng nổ lớn rung chuyển bên quanh tay tôi. Nhìn những ngón tay của anh dưới lòng bàn chân của hắn ta, ngũ tạng của tôi như bị dẫm thành bùn lầy, đau không thở nổi. Sau đó, hắn ta cầm cây gậy sắt lên, vẻ mặt hệt như ác quỷ, muốn dùng cây gậy này để kết thúc tính mạng của anh. Lúc cây gậy sắt giáng xuống, tôi sợ đến nỗi tim như ngừng đập, chết theo khoảnh khắc ấy. Nhưng khi gậy chỉ còn cách anh một đoạn ngắn, một tiếng rầm vang lên, tôi thấy trợ lý Kim từ ngoài xông vào. Tên Khang bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, thì cả cơ thể của hắn giống như một bịch xác bị ném văng ra xa. Sau đó mấy người mặc đồng phục cảnh sát ập vào, bao vây toàn bộ người của Khang. Tên Khang vừa định cầm gậy phản kháng thì bị một người cảnh sát ghì xuống, hai tay nhanh chóng bị còng lại, gương mặt điên dại nhìn Minh đầy căm hận rít lên. Mày dám báo cảnh sát sao? Mấy người bị áp giải đi, tiếng tên Khang vang lên mãi cho tới khi khuất hẳn ở phía xa. Tôi được cởi trói, nhanh chóng lao về phía anh, hoảng loạn đến độ cổ họng thốt mãi không nói thành lời. Còn anh, cả người chẳng chịt vết thương, nhưng dường như không quan tâm đến vết thương trên cơ thể của mình, giọng thều thào hỏi tôi. Có sao không? Sau câu nói ấy, hai mắt anh nhắm nghiền lại, cả người trong phút chốc bất động. Rồi có người đến, đẩy tôi ra khỏi anh. Sau đó hai người đàn ông mặc áo blue khiêng anh lên một cây cáng, rồi đưa anh lên chiếc xe cứu thương. Tôi hoảng loạn đến mức không nhớ nổi mình đã đến viện thế nào. Sau đó Minh được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cả khu cấp cứu ồn ào. Chỉ một lát sau,
rất nhiều các bác sĩ có mặt, cả người tôi đờ đẫn, giống như người không có linh hồn. Nếu như anh có mệnh hệ gì, tôi thật sự không biết sống quãng đường đời sau này như thế nào nữa. Các bạn vừa nghe hết tập 10 bộ truyện độc quyền của tác giả Trang Bubi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.